Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video sáng nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Thì trong video sáng nay chúng tôi tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án IFC One Sài Gòn nằm ở ngay vị trí góc đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng và Võ Văn Kiệt. Theo ghi nhận mới nhất của chúng tôi sáng nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022, thì đơn vị thi công BM Window đã tăng cường tiến độ ốp kính và đã tăng lên 4 thang thi công rồi các bạn. Tức là 4 đội ốp kính rồi các bạn. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật sáng nay vào 9 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Hình ảnh các bạn đang xem là đơn thị vị thi công BM Window đã tăng cường lên 3-4 cái thang rồi, lúc là đưa lên kéo lên tới 3 tấm kính hình tam giác nha các bạn, bên phải màn hình các bạn và bên trái màn hình các bạn, và một tấm kính nữa đang ở bên dưới màn hình các bạn. Mày rõ ràng là BM Window đang tăng cường tiến độ chạy đua thời gian. Thì hôm nay cũng là ngày 19 tháng 8, là ngày cách mạng tháng 8 này các bạn, cách đây 77 năm. Ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì đơn vị thi công sáng nay, ngày 19 tháng 8 năm 2022, quyết định tăng cường 4-4 đội thi công nha các bạn, 4 cái thang, 4 tổ ốp kính nha các bạn. Đây các bạn nhìn, hiện tại trên cao thì có một tổ ốp kính, bên phải màn hình các bạn cũng có một tổ ốp kính, bên trái màn hình các bạn cũng có một tổ ốp kính, và bên dưới một miếng hình tam giác cũng đang được kéo lên. Như vậy tiến độ diễn ra khá nhanh nha các bạn. Về màu sắc cũng như là thiết kế thì chúng tôi đã nói ở video trước rồi, khá độc đáo và có màu sắc vượt trội so với một số tòa nhà khác. Thời tiết sáng nay ngày 19 tháng 8 khá đẹp nha các bạn. Hiện tại thì ở phía dưới thì một miếng hình tam giác đang được kéo lên. Như vậy đồng thời hiện tại thì tới 3 cái miếng hình tam giác đang được kéo lên và được lắp đặt. Bên trái màn hình các bạn, bên phải màn hình các bạn và bên dưới màn hình các bạn. Đó là 3 tổ ốp kính nha các bạn. Vậy là từ nay đến 2 tháng 9 còn khoảng độ hơn 10 ngày nữa thì chắc chắn là hy vọng BM Video sẽ phủ kín lớp 2 luôn phía mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, cái mặt tiền đường hình bán nguyệt này các bạn. Đó, tiến độ diễn ra khá nhanh. Mới hôm qua hôm nay đơn vị thi công BM Video ốp được khá nhiều kính rồi các bạn, thi công cả thứ bảy và chủ nhật và làm 2 ca thi công cả buổi tối nha các bạn. Do đó tiến độ diễn ra khá nhanh, chúng ta có thể thấy sự thay đổi từng giờ từng ngày nha các bạn. Hy vọng là đơn vị thi công BM Window sẽ hoàn thiện ốp kính lớp 2 phía bề mặt đường Võ Văn Kiệt trước 2 tháng 9 nha các bạn.
đây là cái vị trí một tổ ốp kính phía bên phải mình các bạn. Ở ngay chính giữa cũng có một tổ ốp kính nha các bạn, đó là hai tổ ốp kính. Ở bên trái mình các bạn có thêm một tổ ốp kính nữa, là ba tổ ốp kính và một tổ ốp kính bên dưới đang kéo lên, đó là tới bốn tổ ốp kính nha các bạn. Bởi vậy là tiến độ diễn ra sẽ tăng lên 3 đến 4 lần nha các bạn. Về màu sắc thì chúng tôi nhận thấy là có vượt trội hơn so với một số tòa nhà ở khu trung tâm. Còn về thiết kế thì cũng khá độc đáo và mới lạ. Cái miếng lớp 2 hình tam giác thì lại có cái độ nghiêng nha các bạn, không phải là phẳng nha các bạn, tức là nó hơi nghiêng, hơi mỏng về phía cái đỉnh tam giác các bạn, nên là chắc chắn sau khi mà có hệ thống chiếu sáng mỹ thuật cũng như là hệ thống led mỹ thuật thì chắc chắn cái độ phản chiếu sẽ có theo nhiều phương và sẽ có chúng ta cảm giác như là óng ánh như những cái vảy kim cương pha lê các bạn. Tôi cũng chưa hình dung ra. Tuy nhiên sau khi hoàn thiện, tôi sẽ có một cái view về tổng thể, về màu sắc cũng như cái vẻ đẹp của dự án IFC One Sài Gòn. Mời các bạn chú ý tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Đây là cái phía mặt tiền góc gồm bộ tủ mộng cũng đã xong rồi, cái rìa các bạn. Và cái rìa đường Tôn Đức Thắng với Võ Văn Kiệt cũng đã xong rồi. Đấy, hiện nay thì có một tổ ốp kính đang di chuyển lên trên đỉnh tòa nhà nha các bạn. Khả năng là có khả năng là ốp từ trên xuống dưới tiếp tục các bạn. Chúng tôi dự đoán như vậy thôi. Bởi vì một tổ công tác ốp kính nữa đang lên di chuyển lên cái tầng gần cuối cùng các bạn để kiểm tra. Theo tôi nghĩ có khả năng là ốp từ trên xuống dưới nữa. Bởi vì như các bạn đã thấy đó, đơn vị ốp kính không ốp theo thứ tự. Có thể là ốp lên trên một chút, sang bên phải, rồi sang bên trái nha các bạn. Chứ không phải ốp từng hàng một nha các bạn. Đó, các bạn nhìn, có một số vị trí cũng chưa ốp nha các bạn. Và mỗi một tấm kính như vậy, tức là cái tấm kính lớp 2 các bạn, là có cái độ màu khác nhau nha, tức là tôi nói là cái phung viền của cái tấm kính tam giác ốp lên á là có cái độ màu khác nhau nha các bạn, từ vàng chuyển sang hơi vàng nhạt, nó xanh lá cây, rồi chắc chắn là có những cái tấm màu đỏ, viền màu đỏ và đỏ đậm và đỏ hơi đỏ các bạn, chứ không phải đồng một cùng một màu sắc vàng nha các bạn, có cái độ khác nhau. Khả năng những cái tấm kính này là có số hết, số hiệu hết các bạn, lần lượt hết, cho nên là không cần phải lắp thứ tự từng hàng một. Mỗi tấm kính như vậy là có một vị trí riêng rồi. Cho nên là các bạn nhiều khi các bạn nhìn thấy là đơn vị thì không ốp kính ốp lên trên, xong lại ốp sang phải sang trái, không có nhầm lẫn được các bạn, vì mỗi một tấm kính như vậy theo tôi nghĩ là đều có số hiệu hết rồi, quy định từng vị trí ở những miếng nào ốp ở vị trí nào đã có định sẵn trên lập trình hết rồi các bạn, cho nên chúng ta có thể ốp trước ốp sau miễn làm sao đúng vị trí đó. Thì cái đội công tác đội đi đang di chuyển lên trên đỉnh để chắc là kiểm tra, để chắc là chuẩn bị ốp từ trên xuống dưới nha các bạn, khả năng như vậy theo tôi đoán. Sáng nay chúng tôi cập nhật vào khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022 thì đơn vị BM Kinh Đô đã tăng cường lên tới 4 cái thang thi công ốp kính nha các bạn. Như vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tiến độ của dự án để các bạn nắm bắt được. Mời các bạn đăng ký kênh và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.
và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.